Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 9 tháng 3 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung bộ hoạt động mạnh, gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, trời ít mây có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Cành Hào cao nhất 1,9 m xuất hiện lúc 3 giờ 30 ngày 9 tháng 3, thấp nhất âm 1 m xuất hiện lúc 10 giờ 30 ngày 9 tháng 3. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,84 m xuất hiện lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3, thấp nhất 0,7 m xuất hiện lúc 3 giờ ngày 9 tháng 3. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.